Quang Đẩu xin chào các bạn. Hôm nay là tình cờ mình có đọc bài thơ anh Hỷ, anh Nguyễn Tấn Hỷ, Gia Lai Công Tâm anh mới quăng lên trên Face. Mình thấy cái bài này là có tên là Không Thể Có Một Ngày. Anh viết về quê hương với những cái tuổi thơ đầy ắp tuổi thơ, đầy ắp những cái kỷ niệm cái thời mà toàn tắm mưa ở trường, tắm sông ở trường. Và với cảm hứng khi Quang Đẩu đọc bài thơ này thì Quang Đẩu cũng có một cái giai điệu, một giai điệu gắn liền với bốn tứ thơ này, và xin hát để cho anh em mình nghe và hết sức thông cảm, hay dở gì cũng nghe nha, xin. Không thể có ngày nào đáng ước mơ, anh đưa em về để thăm miền nhớ, miền cũ tuổi thơ bao lần trắng chờ, cứ khương lần hồi khó qua đi thôi. Ước mơ thế thôi khó đến tận cùng, anh lỡ hẹn mà em thì cứ đợi. Miền nhớ đó sao mà xa vời vời, sự vô hình nào ngang bước chân ta. Miền nhớ năm xưa trên bài dưới bồi, vô thư lăng tròn trong từng buôn đắng, tình cảm sáng trong tâm đầy chân thật, gọi cả tao mày hai tiếng thân thương. Có dòng sông chỉ chung một con đường, trai gái kéo nhau tâm chuồn như chồng, bài hẹn đông người không còn chỗ trống, mà hồn nhiên biêu bình chẳng ngại ngần, mà hồn nhiên biêu bình chẳng ngại ngần. Miền nhớ năm xưa trên bài dưới bồi, vô tư lăng tròn trong từng buôn đắng, tình cảm sáng trong âm đầy chân thật, gọi cả tao mày hai tiếng thân thương. Có dòng sông chỉ chung một con đường, trai gái kéo nhau tâm chuồn như nhồng, bà hẹn đông người không còn chỗ trống, mà hồn nhiên biếu vịn chẳng ngại ngần, mà hồn nhiên biếu vịn chẳng ngại ngần. Không thể có ngày nào đáng ước mơ, anh đưa em về để thăm miền nhớ, miền cũ tuổi thơ bao lần trắng chờ, cứ khương lần hồi khó qua đi thôi. Ước mơ thế thôi khó đến tận cùng, anh lỡ hẹn mà em thì cứ đợi. Miền nhớ đó sao mà xa vời vời, sự vô hình nào ngang bước chân ta. Sự vô hình nào ngang bước chân ta. Sự vô hình nào ngang bước chân ta. Quang Đẩu xin chào nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ.
lâu quá, một thời gian là coi như là anh đã bật tin ở trên Face, mà hôm nay lại tình cờ mình dở Face ra thì thấy cái bài là Không Thể Có Một Ngày. Anh biết là Quỳ Hương nói chung cái bài này có nhiều người rất khen ở trên Face, tặng hoa rồi tặng bấm gì đủ thứ chuyện ở trên cái bài thơ này. Gọi riêng mình thì mình sẽ tặng cho anh một cái giai điệu mà mình viết ngay hát, đọc và viết ngay trên Face. Nếu có những cái điều gì mà anh không hài lòng thì anh cũng phải bỏ qua, vì đây là một cái ngẫu hứng riêng bản thân của anh Đậu hát tặng cho anh và hát tặng cho mọi anh em trên nhiều đất nước cũng như anh em ở nước ngoài. Xin chúc anh và gia đình có sức khỏe tốt, và một ngày nào đó anh sẽ đến Phan Thiết và anh em mình vui vẻ nhiều hơn. Xin chào anh một lần nữa.